thấy bác 80 tuổi vẫn còn trông còn non lành thế này, và thế nào cũng như trong bác tuổi cũng là đang đang là hồi chuyển đang hoạt động hay xem thì lúc gì nó cũng là đỡ lạ lại rồi, nhưng mà mình hoạt động thì tại vì là khi mà tìm được một người mà có thể nương vào đó mà đưa cái làm việc đi lên thì mình ở đó làm việc, tổ chức người ta làm việc, và do đó tuy nhiên cũng có mình khả năng, cũng có mình tài đức và để phụ trách thêm cái trang web để mà đưa làm việc lên. Thì tôi nghĩ rằng là đưa cho sinh viên là đúng rồi. Tôi là sinh viên, tôi nói công tác là làm sinh viên cho nên từ bắt đầu từ năm 2008, sau đó là tôi có đi là sau này tôi lại gặp anh em Hải, anh em tôi có báo là có trong này cái mấy năm làm việc nó rất là khi văn đoàn Nguyễn Phương từ năm 2004 đến nay, tôi làm ở đâu? Tôi đã tư cách và tôi đã học tập với những con người làm việc với tinh thần là anh em tương đồng và hiểu biết lẫn nhau không hề có gì gây bất lợi. Tôi xác định là chính cơ sở văn tư làm việc luôn luôn là những thành phần thank you.